Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việc Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Lòng vì cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này, lực thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Những kẻ hoạt động phò tá phá thai, gây rối trong các thánh lễ ngày của mẹ tại Hoa Kỳ. Thủ tướng Ý Mario Draghi gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi hòa bình. Giám đốc tình báo Mỹ nhận định Putin sẽ sử dụng các biện pháp quyết liệt hơn để đạt được các mục tiêu ở Ukraine. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin tức khác. Những kẻ hoạt động phò phá thai gây rối trong các thánh lễ ngày của mẹ tại Hoa Kỳ. Người Công giáo trên toàn quốc Hoa Kỳ đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất sau khi một nhóm bảo vệ quyền phá thai trên mạng xã hội kêu gọi biểu tình trong các nhà thờ trong thánh lễ vào ngày của mẹ. Lời kêu gọi nhằm đáp lại ý kiến dự thảo bị rò rỉ chỉ ra rằng tòa án tối cao đã chuẩn bị để đảo ngược phán quyết Roe kiện Wade, là phán quyết mang tính bước ngoặt năm 1973 đã hợp pháp hóa việc phá thai. Như chúng tôi đã báo cáo, tài khoản Twitter @RuthSentUs đã kêu gọi phá hoại các thánh lễ và các ngôi thánh đường. Cho dù bạn là người theo đạo Công giáo, phò lựa chọn, cựu Công giáo, theo đạo khác hay không có đức tin, hãy nhận ra rằng 6 người Công giáo cực đoan đã chuẩn bị lật đổ Roe. Hãy đứng tại hoặc trong một ngôi nhà Công giáo địa phương vào Chủ nhật ngày 8 tháng 5. War on Women, Mother's Day Strike. Tiếng kêu la tập hợp đó được theo sau bởi một lời kêu gọi đáng ngại hơn là phá hủy mình Thánh Chúa. Đây là những gì đã được các giáo phận tại Hoa Kỳ báo cáo. Phá hoại thánh lễ. Tại Los Angeles, một nhóm nhỏ những người biểu tình mặc trang phục màu đỏ trong bộ phim The Handmaid's Tale của Margaret Atwood đã làm gián đoạn thánh lễ Chủ nhật tại nhà thờ Đức Mẹ Thiên Thần. Tại thành phố New York, hôm thứ Bảy, những người biểu tình ủng hộ phá thai đã tập trung trước nhà thờ cổ St. Patrick ở Lower Manhattan. Cuộc biểu tình buộc các nhà hoạt động ủng hộ sự sống phải hủy bỏ đám rước thông thường của họ đến một phòng khám phá thai Planned Parenthood gần đó. Một nhóm mặc quần áo kín mít cầm những tấm biển kêu gọi phá thai theo yêu cầu và không cần xin lỗi đã được chụp ảnh bên ngoài nhà thờ St. Patrick ở New York. Một bài đăng trên Twitter cho rằng những bức ảnh được chụp trong thánh lễ và trước mặt trẻ em. Phá hoại trung tâm trợ giúp mang thai. Ở Madison, Wisconsin, một trung tâm ủng hộ sự sống là mục tiêu của những kẻ cực đoan ủng hộ việc phá thai. Những kẻ này đã tung một quả lựu đạn tự chế vào tòa nhà. Thiết bị không thể phát nổ, nhưng những kẻ này sau đó đã phóng hỏa gây ra thiệt hại lớn. Ở Denton, Texas, Loretto House, một trung tâm ủng hộ sự sống đã bị phá hoại. Gây rối các thẩm phán tòa án tối cao. Cuối tuần qua, những người biểu tình đòi quyền phá thai đã tụ tập bên ngoài nhà của các thẩm phán tòa án tối cao, dự kiến sẽ đứng về phía đa số trong việc lật đổ Roe vs. Wade. Một nhóm có tên là Shutdown DC đã tổ chức một cuộc biểu tình trước nhà của thẩm phán Brett Kavanaugh. Nhóm này cho biết trên Twitter rằng những người biểu tình cũng tụ tập bên ngoài nhà của chánh án John Roberts. Nhóm thông báo rằng họ sẽ tập trung trước nhà của thẩm phán Samuel Alito vào tối thứ Hai. Trên trang web, mọi người được mời chia sẻ địa chỉ email của họ để nhận được vị trí tập hợp. Dù không lên án hành vi doxing, tức là tiết lộ thông tin cá nhân như địa chỉ nhà riêng của các thẩm phán, Tòa Bạch Ốc đã ban hành một tuyên bố cảnh báo chống lại bạo lực hoặc phá hoại. Tổng thống Biden lên án mạnh mẽ cuộc tấn công này và bạo lực chính trị của bất kỳ khuynh hướng nào. Tổng thống đã tuyên bố rõ ràng trong suốt thời gian của mình trong cuộc sống công cộng rằng người Mỹ có quyền cơ bản để thể hiện bản thân theo hiến pháp, bất kể quan điểm của họ, nhưng biểu hiện đó phải hòa bình và không có bạo lực, phá hoại hoặc các nỗ lực đe dọa. Hôm thứ Hai, người phát ngôn Tòa Bạch Ốc Jen Psaki đã đặc biệt đề cập đến việc Tổng thống lên án những lời đe dọa chống lại các thẩm phán của tòa án tối cao. Thủ tướng Ý Mario Draghi gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi hòa bình. Thủ tướng Ý Mario Draghi đã gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại phòng bầu dục của Tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba. Trong cuộc gặp gỡ, Thủ tướng Draghi nói, mối quan hệ giữa hai nước chúng ta luôn bền chặt,
và cuộc chiến ở Ukraine này càng ngày làm cho những quan hệ ấy trở nên mạnh mẽ hơn. Putin nghĩ rằng ông ấy có thể chia rẽ chúng ta, nhưng chúng ta đã cùng nhau lên án cuộc xâm lược Ukraine trừng phạt Nga. Nhưng tôi phải nói với bạn rằng, ở Ý và Âu Châu bây giờ, người ta muốn thấy sự kết thúc của những vụ thảm sát, những bạo lực này, những càng tàn sát này. Và mọi người nghĩ về những gì chúng ta có thể làm là mang lại hòa bình. Mọi người nghĩ về khả năng ngừng bắn và bắt đầu tham gia vào các cuộc đàm phán đáng tin cậy. Đó là tình hình lúc này. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải suy nghĩ sâu sắc về cách giải quyết vấn đề này. Chúng ta sẽ tiếp tục làm việc về an ninh năng lượng, đặc biệt là an ninh lương thực. Đây là một vấn đề khác mà chúng ta sẽ nói sau về những việc cần làm. Điều còn lại tôi muốn nói là những gì xảy ra ở Ukraine sẽ mang lại một sự thay đổi mạnh mẽ trong sự thống nhất của Âu Châu. Chúng ta đã luôn luôn gần gũi, bây giờ chúng ta sẽ gần hơn nhiều. Tôi biết rằng tôi có thể tin tưởng vào sự ủng hộ của các bạn với tư cách là một người bạn thực sự của Âu Châu và tất nhiên là của Ý. Luận điểm của Thủ tướng Mario Draghi là mong mỏi Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu tìm kiếm một con đường hòa bình thông qua đàm phán với Nga, hơn là tiếp tục tăng cường các viện trợ quân sự. Tuy nhiên, vấn đề không hoàn toàn phụ thuộc vào Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Jen Psaki nói với các ký giả, nếu Putin muốn chấm dứt chiến tranh, ông ta có thể chấm dứt nó vào ngày mai, hay hôm nay, hay ngay lúc này. Vấn đề hoàn toàn phụ thuộc vào ông ta. Thủ tướng Ý Mario Draghi đã có những bài phát biểu sâu hơn sau chuyến thăm của ông với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Tòa Bạch Ốc, bày tỏ mong muốn thấy các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Giám đốc tình báo Mỹ nhận định, Putin sẽ sử dụng các biện pháp quyết liệt hơn để đạt được các mục tiêu ở Ukraine. Giám đốc tình báo quốc gia Hoa Kỳ, cô Avril Haines, đã đưa ra một nhận xét phản biện trước mong muốn của Thủ tướng Mario Draghi là mong mỏi Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu tìm kiếm một con đường hòa bình thông qua đàm phán với Nga hơn là tiếp tục tăng cường các viện trợ quân sự. Cô Avril Haines cho rằng cuộc chiến Ukraine đang trở thành một cuộc chiến tiêu hao không có hồi kết và chưa có khả năng cho một cơ may đàm phán hòa bình. Cô nói, Putin rất có thể đánh giá rằng Nga có khả năng và sẵn sàng chịu đựng thách thức lớn hơn đối thủ và có lẽ ông ta đang trông chờ vào sự suy yếu trong quyết tâm của Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu khi tình trạng thiếu lương thực, lạm phát và giá năng lượng trở nên tồi tệ hơn. Mặt khác, vì cả Nga và Ukraine đều tin rằng họ có thể tiếp tục đạt được tiến bộ về mặt quân sự. Chúng tôi không thấy một con đường đàm phán khả thi, ít nhất là trong ngắn hạn. Bản chất không chắc chắn của trận chiến đang phát triển thành một cuộc chiến tiêu hao, kết hợp với thực tế là ông Putin phải đối mặt với thực tế là khả năng quân sự hiện tại của Nga không thể giúp thực hiện các tham vọng của ông ta. Có thể có nghĩa là trong vài tháng tới, chúng ta sẽ đi theo một con đường khó lường hơn và có khả năng là quỹ đạo chiến tranh ngày càng leo thang. Avril Haines cảnh cáo rằng, xu hướng hiện tại làm tăng khả năng Putin sẽ sử dụng các biện pháp quyết liệt hơn, bao gồm áp đặt thiết quân luật, định hướng lại sản xuất công nghiệp hoặc các hành động quân sự có khả năng leo thang để giải phóng các nguồn lực cần thiết nhằm đạt được các mục tiêu của mình khi xung đột kéo dài, hoặc nếu ông ấy nhận thức rằng Nga đang thua Ukraine. Điểm nóng có thể xảy ra nhất cho sự leo thang trong những tuần tới là Nga gia tăng các nỗ lực nhằm đe dọa sự hỗ trợ an ninh của phương Tây, trả đũa các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây hoặc các mối đe dọa đối với chế độ trong nước. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát kinh tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.